Để đảm bảo việc minh bạch hóa các chính sách, tạo thuận lợi cho thương mại và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, Cổng Thông tin Cơ sở Dữ liệu Thương mại Việt Nam VNTR đã chính thức được vận hành. Đây là cổng thông tin trực tuyến, miễn phí, cung cấp các thông tin cập nhật bằng cả tiếng Việt và cả tiếng Anh với các thông tin về thuế cũng như tình hình hoạt động xuất nhập khẩu. Cổng thông tin VNTR được Bộ Công Thương xây dựng với sự hỗ trợ của Chính phủ Vương quốc Anh sẽ cung cấp thông tin các nội dung chính như biểu cam kết thuế quan trong các hiệp định thương mại tự do FTA mà Việt Nam tham gia trong khuôn khổ ASEAN, các văn bản pháp quy về thương mại, quy định về thủ tục thông quan, thông tin về các phán quyết hành chính thuộc lĩnh vực thương mại liên quan đến hợp tác kinh tế ASEAN và danh sách các doanh nghiệp ưu tiên khi làm thủ tục về thuế, xuất nhập khẩu, thông quan của các thành viên hiệp định ATIGA và các FTA giữa ASEAN và các nước đối tác. Phát biểu tại buổi lễ khai trương cổng thông tin, lãnh đạo Bộ Công Thương nhấn mạnh: Sau 16 tháng tích cực triển khai, Bộ Công Thương Việt Nam xin thông báo chính thức ra mắt cổng thông tin VNTR tới công chúng tại địa chỉ vntr.mit.gov.vn. Bộ Công Thương kêu gọi và khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cũng như doanh nghiệp trong khu vực ASEAN thường xuyên truy cập và tìm kiếm thông tin trên cổng thông tin VNTR để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình. VNTR là kênh thông tin quan trọng giúp các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, bao gồm nhiều công ty do phụ nữ lãnh đạo, được hưởng lợi từ thương mại xuyên biên giới và đây sẽ là động lực thúc đẩy thương mại và đầu tư tại Việt Nam. Cổng thông tin VNTR sẽ được liên kết với Cổng thông tin thương mại chung của ASEAN, ATR, đảm bảo việc minh bạch hóa các chính sách, tạo thuận lợi cho thương mại và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực.